bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Thank you.
mời đồng bào cả nước. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập.